thưa quý vị tác giả đỗ nga có bài viết chức phó mục đích và ý nghĩa kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây làm lãnh đạo là thể hiện tài năng dùng người nói đến việc quản lý một quốc gia là nói đến công việc như vậy là dùng người bởi trên thế giới này không hề có một cá nhân nào mà biết tất tần tật chính vì vậy khi ngồi vào cái ghế người đứng đầu chính phủ thì việc quan trọng nhất của cái người đứng đầu là dùng người thế nào để ra quyết định sáng suốt hoặc ít nhất là tránh được sai lầm tổng thống mỹ là người đứng đầu chính phủ điều hành chuyên ngành thay cho tổng thống là các bộ trưởng thông thường những bộ trưởng là người đòi hỏi phải có kinh nghiệm trong ngành ông ta quản lý nói chung là cần nhà kỹ trị cho ghế bộ trưởng là tốt nhất tổng thống không phải là thánh nên tổng thống không thể biết mọi lĩnh vực Vậy đối với lĩnh vực mà tổng thống không am hiểu nhưng tổng thống lại là người ra lệnh cho bộ trưởng thi hành thì tổng thống phải làm gì để tránh sai lầm? Cần có một lực lượng cố vấn để giúp tổng thống ra quyết định. Nếu không có người cố vấn thì sẽ xảy ra hiện tượng thằng mù ra lệnh thằng sáng gây nên thiệt hại lớn cho nền kinh tế đất nước. Trong cái cơ cấu quản trị đất nước kiểu Mỹ, phó tổng thống có vai trò rất mờ nhạt. Người phó chỉ là người đứng đầu thượng viện và đại diện tổng thống đi đám tang các nhà độc tài trên thế giới và một số chức năng khác không mấy quan trọng. Thực tế, phó tổng thống là nhân sự dự phòng khi tổng thống gặp sự cố gì đó làm mất khả năng điều hành đất nước. Nói tóm lại, phó tổng thống như là cái bánh sơ cua trong chiếc ô tô vậy. Vì thế, người ta mới có câu nói đùa rằng ước mong lớn nhất của phó tổng thống Mỹ là mong sao cho tổng thống chết đi. Hết đứng ở góc độ quản trị quốc gia vai trò người phó không cần thiết chính vì vậy trong chính phủ chỉ cần có một người phó đi theo dạng dự bị cho người trưởng mà thôi hãy nhìn sang chính phủ nhật bản người ta tạo ra cấp phó như thế nào ở nhật thủ tướng là người trực tiếp chỉ đạo các bộ trưởng chỉ có duy nhất một phó thủ tướng phó thủ tướng chủ yếu là người dự phòng cho thủ tướng nên nhật bản quy định bộ trưởng tài chính kiêm luôn chức phó thủ tướng nó tựa như là phó tổng thống Mỹ kim luôn cái chức chủ tịch thượng viện cho có việc vậy đó. Nói tóm lại là nhiệm vụ của phó thủ tướng vẫn là bộ trưởng, còn lại công việc của phó thủ tướng chẳng có gì đáng kể. Tại Việt Nam, một thủ tướng có đến 5 phó thủ tướng. Trong đó, ông Trương Hòa Bình nắm các bộ nội vụ, tư pháp, thanh tra chính phủ, ủy ban dân tộc, văn phòng chính phủ, làm trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ, ông này nắm bảy bộ mà không có một ban cố vấn giúp ra quyết định thì khác nào thằng mù ra lệnh cho thằng sáng. Ông Phạm Bình Minh được phân công thay mặt Thủ tướng quản lý mảng ngoại giao. Vậy Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đóng vai trò gì? Là bù nhìn à? Ông Lê Minh Khái thì nắm 10 bộ hoặc cơ quan ngang bộ và ông Lê Văn Thành nắm 5 bộ. Điều đáng nói là thủ tướng chính phủ của Cộng sản Việt Nam lại không xử lý những nhiệm vụ lĩnh vực cơ quan đơn vị công việc đã phân công cho phó thủ tướng. Vậy thì thủ tướng làm gì? Sao không dẹp luôn thủ tướng đi cho nó đỡ tốn kém? Hiện nay ông Phạm Minh Chính vẫn giữ tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng do ông Nguyễn Xuân Phúc lập hồi năm 2017. Lẽ ra với tổ tư vấn giúp thủ tướng ra quyết định thì dù có quản lý 10 bộ hay 30 bộ thì thủ tướng cũng sẽ quản lý tốt thôi. Như đã nói, tầm bộ trưởng thì cần nhà kỹ trị, nhưng tầm thủ tướng là nghệ thuật dùng người. Thủ tướng có thể dùng tổ tư vấn để khắc phục điểm yếu của mình ở những lĩnh vực mà mình không chuyên. Và vấn đề của thủ tướng là chọn người giỏi và hữu dụng để dùng đúng mục đích. Hết. Với cái việc chèn năm phó thủ tướng vào làm thay vai trò thủ tướng, chính cái điều này đã gây ra hiện tượng thằng mù sai khiến thằng sáng. Và đồng thời nó hạn chế tính hiệu quả của tổ tư vấn trong quá trình giúp thủ tướng ra quyết định. Tổ cố vấn thì khuyên thủ tướng, nhưng phó thủ tướng thì lại ra quyết định sai khiến các bộ trưởng. Tổ chức như thế là trớt quốc. Đấy, rõ ràng cái việc chèn một đám phó thủ tướng vào làm thay cái việc của thủ tướng cốt chỉ làm cho cái bộ máy trở nên cồng kềnh và kém hiệu quả thêm chứ chẳng có ích lợi gì cả. Cái được duy nhất trong cái việc chèn thêm cái đám phó đó chỉ là mục đích kiếm chác thôi. Hết.